Vâng, xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và buổi chiều ngày hôm nay thì mới về được một chiếc Mercedes-Benz E240 sản xuất năm 2004 anh chị nhé. Và cũng là khá lâu rồi mới mua được một chiếc E240 2004 mà màu đen. Đó, lâu rồi. Thì thời điểm hiện tại vừa rồi thì bên em thường là nhập rất nhiều những cái mẫu Mercedes C200 hay C230, C250, những cái mẫu xe form mới. Thì hôm nay có một chiếc xe rất là đẹp đã nhập về cửa hàng trong cập bến buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, mẫu Mercedes E240 này với khối động cơ 2.5 số tự động. Và cái form dáng của nó thì mẫu Mercedes E240 như tầm này năm ngoái thì bên em bán rất nhiều. Chắc là không xa lạ gì với những anh chị mà đã theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Thì cái mẫu xe này form dáng của nó với thời gian thì không là gì với nó cả. Sản xuất năm 2004. Đấy, form dáng là Vin bắt đầu từ năm 2003 thì đã có form dáng này rồi. Đấy, và cái form dáng của nó đến hiện tại thì nhìn nó còn quá là đẹp. Đây là một cái mẫu xe là đẳng cấp doanh nhân một thời anh chị nhé. Với cái thời nếu mà lúc mua mới thì nó tầm tiền rất là nhiều. Đấy, tầm tiền gần 2 tỷ cơ anh chị ạ. Bây giờ thì bán với mức giá rất là hợp lý thôi. Cực kỳ là hợp lý chị ạ. Chỉ có hơn 200 triệu đồng. Đó, và cái mẫu nếu như cái dòng Mercedes E240 này, cái option của nó thì những cái xe phân khúc hạng C thời điểm hiện tại thì chắc là vẫn còn chưa có giống như chiếc Mercedes E240 này anh chị nhé. Đây, nội thất của nó thì nó là full option rồi, thiếu mỗi cửa sổ trời thôi. Đó. Thiếu mỗi cửa sổ trời. Form dáng rất là đẹp. 2004 thì đã lên na răng mới này. Đấy, na răng kép mới. Và chủ xe đã lên một bộ lốp mới nhá, lốp Toyo. Đó, coi như này, tăm bông vẫn còn nguyên này. Đấy, 4 quả như một luôn. Rất là hợp lý cho anh chị về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Đấy, mới tinh luôn chị nhá. Giàn lốp của em nó quá là mướt luôn. Về chỉ việc đi thôi. Không phải làm bất kỳ thêm hạng mục gì cả, chỉ có đổ xăng là chúng ta đi cà phê cà pháo thôi. Đấy, form dáng rất đẹp. Thì phần đầu xe thì em sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. Phía trước đầu xe là có đèn bi pha. Đấy, đèn mạch E của nó thì là đèn hai mắt tròn tách rời. Đấy, trang bị rửa đen nhé. Đấy, mặt ga lăng nguyên bản, logo biểu tượng đứng. Đấy, và cảm biến khoảng cách trước. Đây. Đấy, cảm biến khoảng cách trước rất là đẹp. Lưới tản nhiệt nguyên bản, không có tai nạn đâm xô gì cả. Và đèn pha của nó là kết hợp luôn đèn bi xê lông siêu sáng luôn anh chị nhé. Siêu sáng luôn. Form dáng đây, các nhìn phần đầu xe rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đó. Khá là đẹp. Thì bên cạnh nó thì có những cái đường, xung quanh xe có những cái đường chỉ mạ chrome. Đấy. Và những cái lẹp cánh cửa kia là lẹp kim loại nhá. Chạy quanh ngoại thất. Nhìn nó tạo lên một cái điểm nhấn cho cái chiếc E240 này cực kỳ là đẹp. Sinh nhan bão rẽ tích hợp trên gương. Đó. Form dáng cực kỳ là đẹp luôn anh chị ạ. Rất là đẹp. 230 triệu đồng mẫu Mercedes E240 này. Với cái tầm tiền 230 triệu mà các bác sở hữu luôn một cái mẫu Mercedes E240 mà nó trang bị rất là nhiều những option hiện đại thông minh. Phần đằng sau đây nhá, chủ xe đã lắp thêm một cái camera lùi và nguyên bản theo xe là cũng có khoảng cảm biến khoảng cách đằng sau. Đó. Cảm biến khoảng cách đằng sau E240 đây anh chị nhá. Và đèn hậu cũng rất là đẹp và nguyên bản theo xe luôn, mới tinh luôn. Rất là bóng phải không ạ? Các bạn nhìn nhá, cái con xe nó còn rất là liền lạc. Con xe mà chúng ta nhìn nó còn đẹp hay không thì các bác cứ nhìn góc cạnh của nó. Đây. Còn rất là liền lạc luôn, không vênh, không cong, không sóng. Những cái đường gân chỉ của nó này. Đây các bác nhá. Rất là đẹp. Tay mạ chrome trên tay khóa nguyên bản theo xe. Đấy, chìa khóa khiển thông minh. Và nếu mà phần nội thất của chúng nó và của cái dòng E240 này thì để mà giới thiệu thì nó rất là mất thời gian bởi vì nó quá nhiều. Cánh cửa lái của nó là có chỉnh điện. Đấy, chỉnh điện lên xuống này, các bạn nhìn này. Ghế chỉnh điện. Đó. Tất cả hoạt động có rất là trơn tru, nhớ ghế, 3 vị trí ghế, gương kính chỉnh điện. Đó, có cụp xe đầy đủ, 4 kính chỉnh điện auto. Cốp mở điện anh chị nhé, đây này. Wow, đấy. Mọi thứ trên chiếc xe này còn hoạt động rất là trơn tru và mượt mà.
điện đóm. Đấy, và đây là cụm công tắc đèn pha, có chế độ đèn pha auto. Đó, có rửa đèn, chế độ rửa đèn đây anh chị nhá. Đầy đủ hết. Những cái vân gỗ mạng những cái mạ vân gỗ chạy quanh nội thất này nó rất là đẹp, tạo lên con xe nó một cái điểm nhấn rất là sang trọng luôn. Vô lăng ốp gỗ này. Đấy, 2004 form mới thì là cái túi khí của nó là có những cái đường, một cái đường chỉ khâu ở đây, rất là dễ nhận biết luôn. Đấy. Xe trang bị 6 túi khí an toàn, 4 luồng điều hòa độc lập riêng biệt anh chị nhé. Hai trước này và hai sau, chế độ lấy gió trong, điều hòa auto tự động đã lên màn hình Android đa phương tiện rồi. Cái màn hình này nó rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền luôn anh chị nhé. Đấy, có chế độ đóng mở rèm, có độ chế độ trước nó thì có đầu CD 6 đĩa, nhưng khi chúng ta đã sử dụng cái đầu này rồi thì nó là đa phương tiện rồi, không cần đến đầu CD 6 đĩa nguyên bản nữa. Có ESP cân bằng điện tử đầy đủ anh chị nhé. ESP cân bằng điện tử, có ngả gối đầu cho hàng ghế thứ hai. Đấy, có chế độ sport thể thao này. Đầy đủ nhá. Đấy, và có chế độ tắt cảm biến khoảng cách để chúng ta không thích nghe tiếng chít 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 nữa. Anh chị ạ. Rất là đẹp. Phải nói ở đây một cái mẫu xe nó còn khá là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, hai ghế trước là nhớ ghế ba vị trí ghế và chỉnh điện anh chị nhé. Ghế da nguyên bản theo xe luôn, chân nỉ nguyên bản theo xe, xe trang bị 6 túi khí an toàn. Và cái nội thất của nó cực kỳ là đẹp. Phải nói là cái nội thất của nó rất là đẹp anh chị ạ. Xe. Đấy, chìa khóa này rất là đẹp luôn. Và bây giờ sẽ giới thiệu thêm gì nhỉ? À, có cruise control, ga tự động và giới hạn tốc độ. Đấy. Đây là công tắc gảy pha cốt và có thể bật gạt mưa ở đây. Đây chị nhá. Đấy. Vô lăng chỉnh điện. Đây, cho anh chị xem này. Đấy. Ra này. Vào này. Rất là mượt mà luôn. Với cái tầm tiền 230 triệu, em nghĩ là đây là một cái mẫu xe rất là phù hợp với anh nào, bác nào, chú nào tầm tuổi, đứng tuổi thì đi cái dòng mẹt E240 này thì nó rất là lịch sự, đĩnh đạc luôn, đẳng cấp. Và cái cửa tiền thì nó cũng không có gì gọi là nhiều cả. Đây là gạt tàn thuốc lá chị nhá. Gạt tàn thuốc lá vào đây. Đấy, 4 tổng lưng hạ kính auto tự động. Và cái đường mạ gỗ này nguyên bản luôn, rất là đẹp luôn. Ghế da nguyên bản theo xe. Và sàn nỉ là sàn nỉ nguyên bản theo xe chị nhé. Ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, hai luồng điều hòa sau đây à. Rất là mát. Đấy. Ghế da rất là đẹp, bệ tì tay. Và có cốc để rượu, chỗ để cốc rượu. Đấy, đầy đủ hết. Không có gì cả, không có thiếu gì cả. Đây anh chị nhé. Nó là một con mẫu xe mà đẳng cấp doanh nhân một thời. Đây là cốp của em nó. Cốp rất là rộng. Đây. Đồ nghề, tích lốp, lốp dự phòng đầy đủ hết. Với đây là cái gì chủ xe mới thay này. À, đây là cái van hàng nhiệt. Hàng còn rất là mới tinh luôn, hình như là chưa thay. Mua về để đấy. Rất là cẩn thận luôn. Van hàng nhiệt. Anh chị ạ. Đấy, cốp nhá, cốp lỉ. Nguyên bản theo xe. Tầm tiền 230 triệu đồng thì một đây là cái mẫu xe E240 rất là hợp lý rồi, sản xuất năm 2004. Form dáng cực kỳ là đẹp. Phải nói là rất là đẹp. Đã trang bị rất là nhiều những hệ thống rất là hiện đại. Hiện đại trên xe. Phải nói là cực kỳ hiện đại anh chị nhé. Đây, em sẽ giới thiệu phần khoang máy động cơ cho tất cả quý vị chị và các bạn cùng xem. ABS của em nó là 4 bánh có phanh điện tử BA. Phanh khẩn BA đầy đủ hết. Máy nổ êm, sạch sẽ này. Chủ xe thì mới bảo dưỡng, có hóa đơn đầy đủ tại hãng. Tiền 100 triệu anh chị ạ. Nếu anh chị nào thích thì bên em sẽ cấp sẽ chụp hóa đơn em gửi cho anh chị cùng xem. Xem em có nói có chuẩn không nhá. Đấy, bu ly hay tất cả bu ly, bu liếc này. Đường ống dầu, ống đường nước này là chủ xe đã thay hết rồi. Máy nổ cướp là êm luôn, không hề một tiếng động lạ mà xe không có tai nạn đâm vai ngập nước gì cả nhé. Cái dòng này thì bây giờ chỉ cần nó giữ lại được cái zin và cái đẹp huyền bí như này là quá là đẹp rồi. Nên chị nào quan tâm đến cái mẫu xe E240 này thì hãy alo cho em
theo số điện thoại là 0358 286 286, em Duy Quang ô tô chất. Giá của em nó là chỉ có 230 triệu đồng thôi chị nhé. 230 triệu đồng cho mẫu E240 này. Rất là đẹp phải không ạ? Đó, anh chị nào quan tâm thì alo cho em nhé. Tên tư nhân. Con này gốc là gốc thành phố, à gốc thủ đô Hà Nội. Nên bác nào ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh là về tên không mất 20 triệu tiền biển đâu nhé. Anh chị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau.